lúc mà chị kể một câu chuyện là làm ở tập đoàn, và lúc mà chị tới ấy, thì INSPS đang là -3%, tức là rất là tệ. Mọi người nói là pháp chế luôn luôn cản trở kinh doanh, pháp chế luôn luôn không có những cái tư vấn không phù hợp, khiến cho các phòng ban không sử dụng được, không không hài lòng về việc đấy. Chị đi vào thì INSPS nó đã lên khoảng trong cái quý đầu tiên là nó đã lên 64%. Nhưng liệu có phải là do chị tư vấn nó trái quyết định không? Không, tư vấn trái quyết định thì họ vẫn không nghe mà. Mình tư vấn là để hợp lý, để làm được và đúng pháp luật. Tại vì nếu mà tư vấn trái pháp lý sau này mình sẽ là pháp chế phải gánh hậu quả mà. Nhưng mà có vẻ rằng là cái kỹ năng về việc là thấu hiểu khách hàng, tức là hiểu cái nhu cầu người ta, cộng với việc đưa ra những cái tư vấn nó phù hợp để mà dùng được. Đôi khi nhá, không phải là cái ông pháp chế cũ ông ấy sai, mà họ không cái biết đối xử, đúng không? Đối nhân xử thế với những cái người kia, thành ra là đưa cùng một cái nội dung đó, nhưng mà xử lý bằng những cái kỹ năng của pháp chế thì nó lại khiến cho cái điểm của chị nó cao lên. Đúng rồi. Thật ra thì khi mà đánh giá pháp lý thì sẽ có những cái điểm mà mình chỉ ra là không làm được. Nhưng mà khi mà không làm được như thế thì mình chỉ ra thì họ sẽ rất là thuyết phục. Và không chỉ dừng lại vậy, là mình sẽ chỉ ra những cái điểm nào mà làm được, tức là sẽ có tư vấn để hỗ trợ kinh doanh chứ không phải là cản trở kinh doanh. Đấy là cái tip của chị.